chào cả nhà mình nhé. Thì hôm nay Toàn sẽ giao lưu cho anh em mình một số tác phẩm cây giả lũa gắn đá nha anh em ha. Anh em mình về chỉ có việc là chúng ta gắn cây vào thôi. Đó. Thì những cái tác phẩm lũa này là lũa Toàn lấy ở trên núi về. Nó là những cái lũa chắc của cây ở trên núi, nó rất là chắc nha anh em ha. Rất là chắc và không có mục. Dạng cái lõi mà lõi cây ấy, chúng ta lấy cưa mà nó còn muốn gãy cưa đó anh em ha. Không phải đơn giản đâu. Nên là những cái lõi này rất là chắc. Đó, cái phần mà lõi chắc nhất của cây nó đây. Về chúng ta chỉ cần ghép như thế này anh em. Đây là một cái cây lũa này. Đây là một cái gốc lũa, Toàn gắn cái cây sâm hương vào toàn trồng như thế này, nhìn rất là duyên nhá, một gốc lũa. Đó. Lũa như thế này nó rất là tự nhiên nha anh em. Đó, cho nên anh em mình lấy về những dạng lũa này anh em về chơi thì rất là duyên. Đó, đó là một cái tác phẩm mà Toàn đã trồng rồi. Thì hoặc là tác phẩm thứ hai, đây là một cái tác phẩm là Toàn đã gắn lũa. Đây cũng là một cái lũa là cụm rừng sâm hương. Đây là một cụm rừng sâm hương nằm trên một cái lũa và một cái đá giả lũa như thế này. Cái lũa này rất là chắc. Đó, anh em mình nhìn cái lũa nó kinh điển chưa? Đó, lũa nó như thế này nè anh em ha, rất là tự nhiên. Đó, một cái cụm rừng sâm hương như thế này. Rồi, thì hôm nay Toàn không nói dòng dài, Toàn sẽ giao lưu cho anh em mình những cái cây này, những tác phẩm như này. Đầu tiên tác phẩm thứ nhất là tác phẩm mà Toàn gắn đá như thế này nha. Đá như này, đá này Toàn đã gắn và nó không có gì trục trặc nha anh em ha. Nó rất là chắc và dính như thế này nha anh em ha. Đó, rất là chắc và dính như thế này. Đây là một khúc lũa là chúng ta sẽ ghép cây giáng bay. À, Toàn sẽ xoay tròn cho anh em mình xem, Toàn cầm lên cho anh em mình xem một cái gắn đá. Đá này là đá núi Toàn lấy tự nhiên nha. Đó, khi chúng ta Toàn gắn vào nó có những cái khe rất là tự nhiên như thế này. Những cái khe đá như thế này. Và trên cái cục đá này có cái độ bằng để chúng ta để những cái tượng Phật hay là để những cái ong gì đó vân vân. Đó. Đó nha anh em ha, nhìn cái lũa nè. Đây là một cái lũa cây rất là tự nhiên cho anh em mình đó. Chúng ta chỉ cần việc chúng ta về là chúng ta ghép cây vào thôi. Ghép cái cây nó bay lũa thôi. Đó là tác phẩm thứ nhất cho anh em mình xem nhé. Chậu này, chậu mini nha anh em ha, chậu mini đó. Anh em nào kết tác phẩm nào thì cứ inbox Toàn số điện thoại, Toàn sẽ gửi tác phẩm đó nha. Đó, tác phẩm thứ nhất này nha anh em ha. Đó, tác phẩm thứ nhất. Tiếp tục Toàn lên tác phẩm thứ hai cho anh em mình nha. Shop Toàn nó nằm ở nhiều mặt đường cho nên nó có nhiều tiếng ồn. Anh em lưu ý là toàn bộ những cái này là Toàn đi lấy núi về tự nhiên nhé. Và Toàn làm ra những tác phẩm như thế này. Đây là cái chậu thứ hai nha. Chậu thứ hai và đó, chậu thứ hai như thế này. Toàn gắn hai cục đá và có một cái lỗ ở phía giữa. Ở trên này là một cái miếng gỗ gỗ lũa nha anh em ha, gỗ lũa rất là chắc nha. Đó, gỗ lũa này rất là chắc này. Anh em mình nhìn thấy không? Nó rất là tự nhiên. Chúng ta nếu mà anh em mà sợ là về anh em mình sợ mục thì anh em có thể mua cái bình sơn 25.000 đó, sơn màu bạc hoặc là sơn màu nâu nha anh em ha, nó sẽ ra những cái phần lũa và nó ra sẽ chắc và nó bền. Đó, chính vì chúng ta chỉ cần ghép cây vào và cho nó ra nhìn rất là tự nhiên và rất là đẹp nha anh em ha. Đây là tác phẩm thứ hai nha, gắn đá và gắn lũa nha anh em ha. Vừa kết hợp đá vừa kết hợp lũa. Đó. Rồi Toàn lên tác phẩm thứ ba cho anh em mình xem nha. Đây là hai tác phẩm, tác phẩm thứ nhất nha anh em ha. Chậu này anh em mình xem chậu nha. Đó, tác phẩm thứ hai nó như thế này nha. Đó, rất là chắc và chúng ta có thể cầm lên như thế này nha anh em ha. Cầm nó lên, dỡ nó lên luôn. Đó, rất là chắc. Đây là tác phẩm thứ ba, tác phẩm này là tác phẩm cái cây này là một cái cây lũa gắn đá như thế này và nó hay ở chỗ là nó là dán văn nhân, anh em mình có thể tìm những cái cây ở thế cao chúng ta ép nó lên đây nha anh em á và chúng ta bo văn nhân đây, bo văn nhân về như thế này. Đó, đây là một cái tác phẩm lũa văn nhân đó. Đó, tác phẩm lũa văn nhân như thế này. Đó, một cái gốc cây rất là đẹp mà anh em thấy không, nó được gắn đá như thế này. Chúng ta về nhiệm vụ của chúng ta là gắn cây vào chơi văn nhân thôi. Đó, cái này một cái lũa cây văn nhân như thế này, Toàn xoay tròn cho anh em mình xem nhé. Đó, cái lũa nó như thế này nha anh em. Đó, nó là một cái dáng vừa bay lũa một bên và chúng ta cho nó văn nhân xuống. Đó, ngay chỗ cái chóp ngay chỗ này nè anh em. Đó, cái chóp chỗ này chúng ta sẽ cho bể cong xuống văn nhân về phía chậu bên này. Đó, đây cũng là một tác phẩm rất là duyên nha anh em ha. Anh em mình đừng ngại những cái phần trắng trắng này, những cái phần trắng trắng này chúng ta đắp cát đắp đất lên thì nó sẽ phủ nó đi lại thôi anh em ha. Giống như một cái cây hoa giấy Toàn gắn đá như thế này, Toàn đã gắn và Toàn phủ nó lại thì anh em mình sẽ nhìn rất là tự nhiên và chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái phần trắng trắng này. Phần trắng trắng này nó là chính là cái keo nến thôi anh em. Thì anh em nào mà muốn mà làm những tác phẩm mà thác nước á, thì chúng ta mua những keo nến này kết hợp với những cái dạng này nè thì chúng ta sẽ làm thác nước được nha anh em ha. Chúng ta đốt bắn keo mặt phía dưới này nè, nó kín khít mặt dưới nước này thì nó sẽ là một cái thác nước đó. Còn nhiệm vụ chúng ta là trồng cây vào thôi anh em thấy không đó. Rất là chuyên và rất là đẹp nha, nó là gọi là keo nến anh em. Hoặc là anh em mình mua cái máy súng bắn, mua cái chai keo mà keo đó gọi là cái chai keo Apollo A300 nha anh em ha. Đó, tác phẩm thứ hai. Tiếp tục Toàn lên cho anh em mình cái tác phẩm thứ đây là tác phẩm thứ ba chứ. Tiếp tục Toàn lên cho anh em mình cái tác phẩm thứ tư. Đây là tác phẩm thứ tư nha anh em ha, tác phẩm thứ tư.
Như Toàn nói thì shop Toàn ở gần mặt đường, nó có nhiều tiếng ồn, anh em thông cảm. Những lâu lâu xe nó vào. Đây là tác phẩm thứ tư cho anh em mình nha. Tác phẩm thứ tư thì nhìn bề ngoài lúc nào nhìn vào thì đá và lũ như thế này thì trồng cây nó như thế nào, làm sao trồng cây được anh em ha. Thì rất là đơn giản thôi, cái cây này nó có một cái phần lõi phía trong, anh em mình nhìn này. Cái lõi này nhiệm vụ ta chỉ cần là đổ cát và nhét cái rễ cây vào thôi anh em ha. Đó, anh em mình nhìn rất là duyên nha. Thân già và có lõi như thế này. Nhiệm vụ của mình thì nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần là gắn cái cây vào cái lỗ này thôi, lỗ lõi này thôi. Đó, một cái khúc gỗ phần lõi như thế này, chúng ta nhét cái cây nó vào cái lỗ lõi như thế này, nằm trong một cái chậu siêu mini gắn đá như thế này, rất là duyên và rất là đẹp nha anh em ha. Đây là tác phẩm thứ tư nhá. Đó, còn gắn đá nó dính rất là chắc nha anh em ha, anh em đừng có lo sợ gì cả. Đó, còn xe tròn cho anh em mình xem luôn, từ mặt trước mặt sau, và một cái gỗ lũa này nhìn rất là dị, nó lỗ gỗ già như thế này, chúng ta dừng gắn cây vào là nhìn sẽ đẹp thôi. Tùy vào cái cách anh em mình gắn bẻ cây nó đi như thế nào, như cây này thì chúng ta bẻ trong này, ta cho trồng này là bay ra phía hướng ngặt cây bên đây thì đẹp thôi, không có cái gì cả. Một bên là đá và lũ cây, và một bên là bay ra cây chia cành, chúng ta nuôi lại thì nó sẽ đẹp thôi nha. Rồi tiếp tục Toàn lên tiếp tục cho anh em mình cái tác phẩm tác phẩm thứ năm nha. Tác phẩm thứ năm là một cái tác phẩm như thế này. Đó, một cái dãy núi đá, một dãy núi đá nằm như thế này, trên vên như thế này. Đó, và một cái cây nằm, và một cái cây nằm lũa như thế này, thì chúng ta về chúng ta gắn cây và chúng ta chế tác theo ý của mình thôi. Anh em mình nhìn thì tết mỗi anh em có mỗi cách chế tác gắn cây nó khác nhau. Đó, nó có một cái lỗ để anh em mình gắn cây vào như thế này, thì tùy anh em mình cách gắn. Đó, thì anh em mình có thể cho cây nó bay ngược về lại phía trên, tán tròn đi lên. Đó, giống như là một cái cây mà nó gốc nó già đó anh em, thì nó còn lại cái gốc lũa nó già phía dưới, và nó nảy mầm lên một cái tác phẩm cây con lên, và nó đi tàn đi chi lên anh em ha. Đó, tùy anh em mình cách suy nghĩ của anh em mình làm thôi. Đá thì đá núi, Toàn lấy núi về tự nhiên nha anh em ha. Đá núi tự nhiên về Toàn gắn nó như thế này. Đó, rất là đẹp và rất là duyên. Đó, nó rất là chắc nha anh em ha, chứ không phải rớt gì đâu. Đó, Toàn quay sơ bộ lại những tác phẩm cho anh em mình xem nha. Rồi, Toàn quay từ bên trái quay lại là có nghĩa là từ cây số 5, Toàn đếm ngược lại nha. Đây là cây số 5 nè anh em. Đó, Toàn xoay tròn cây số 5 cho anh em mình xem. Đó, một tác phẩm như thế này là chúng ta gắn cây vào trong phần lũa. Đó, xoay tròn nó lại này. Đó, xoay tròn cho anh em mình xem luôn. Đó, tác phẩm lũa rất là duyên. Đó, là thứ nhất. Rồi, tác phẩm thứ hai là tác phẩm lũa nằm gốc già chết. Đây là một gốc già chết nằm ở lũ nằm như thế này. Đó, và chúng ta đưa cây vào, ta trồng cây, nó sẽ nảy mầm tự nhiên lên trên một cái dãy đá như thế này. Đó, nha anh em ha, gọi là sức sống mãnh liệt các anh em ha. Đó, cái thứ hai, đây là gọi là 5-4. Tiếp tục chậu thứ ba. Chậu thứ ba là một dạng lũa văn nhân. Lũa văn nhân nha anh em ha. À, dính vào cục đá như thế này, Toàn sẽ tròn cho anh em mình xem nhá. Đó, lũa văn nhân dính vào cục đá như thế này, bay như thế này, bay như thế này, anh Toàn sẽ tròn cho anh em mình xem cái độ bay của nó. Đó, một thân bay như thế và như thế này là chúng ta sẽ chơi văn nhân bay lại này. Ngay chỗ này là ý của Toàn là chúng Toàn ghép cây vào và cho văn nhân vào đây nha anh em ha. Cây gì chị ơi? Cái cần than gì? Dạ không, cần than không có bông chị. Dạ dạ. Công than giấn hả chị? Công than giấn 120 gì? 120 gì? Đây anh em ha, tác phẩm này nha. Toàn có khách xíu nha anh em ha. Rồi chờ Toàn xíu, Toàn quay lại. Nó là cây phong thủy chị. Ý nghĩa nó ví dụ như là cần than, người ta hay để trong nhà là cái gì đó, cần cù than tiếng á. À, chị sơ chị nuôi này, nó to, nó lên cái gốc như thế này nè. Đây là cái cây gốc nó đó, dạng như dạng gốc bonsai như này, nó đắt tiền. À, chị về chị chỉ cần kiếm cây, kiếm đá chị gắn vào thôi, giống như em trồng như vậy. Một cái chậu như thế này chị chỉ thả nó vào cái chậu như thế này, thì chúng ta để mini trong bàn đó, gọi là cây cần than. Chị đưa vài con kẽm, chị bẻ nó ra, nó sẽ đẹp, nó duyên. Nó đã nâng đế sẵn đó chị.